là ban trình diễn nghệ thuật thuộc câu lạc bộ truyền thống Cóc Sài Gòn, được thành lập vào ngày 5 tháng 7 năm 2020, mang trong mình lý tưởng hiện thực hóa đam mê ca hát cùng sứ mệnh tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng chạm vào trái tim người nghe. Melody hiện tại đang hoạt động trong năm mảng bao gồm ca hát, nhảy, múa, nhạc cụ và MC, là ngôi nhà cho những bạn đam mê nghệ thuật. Tại đây, các bạn sẽ có cơ hội được tham gia vào các sản phẩm âm nhạc, biểu diễn tại các sự kiện lớn, nhỏ, trong và ngoài trường. Và sau đây, hãy cùng chúng mình xem lại một số hình ảnh tại các buổi biểu diễn cũng như các sản phẩm của Melody nhé. Melody đã làm được. Còn bạn, liệu bạn có muốn trở thành một nốt nhạc trong bản hòa ca đầy màu sắc của chúng mình? Hy vọng rằng đam mê và tình yêu âm nhạc sẽ mang các bạn đến với Melody để chúng ta có thể cùng nhau phát triển những niềm say mê nghệ thuật và mang ước mơ về những thanh âm bay thật cao, thật xa bạn nhé.